trên cầu Phú Đồng, Gia Lâm, Hà Nội. Và cái hình ảnh chia sẻ ra hình ảnh dòng sông Đuống, dòng sông bắc qua địa phận Gia Lâm, Hà Nội, đoạn qua xã Phú Đồng, tỉnh Gia Lâm, Hà Nội. Trời bây giờ về trưa, ánh nắng vàng trải dài trên mặt sông rất là đẹp, và xa xa là một con thuyền nhỏ. Đây có hai người chèo thuyền đánh cá. Và có rất nhiều thuyền xà lan trên dòng sông này, xà lan di chuyển qua trên dòng sông này. Em quý bạn ngắm hình ảnh dòng sông dưới ánh nắng vàng, đất đánh một màu vàng trải dài trên mặt sông rất là đẹp. Rồi, tôi làm một vài hình ảnh của dòng sông Đuống, của dòng sông chảy nắng từ xa rất đẹp, rồi đắp lên cánh đồng hoa màu rất là hai bên ven bờ sông Đuống này các bạn. Rồi video mình chia sẻ những cây sắc màu cuộc sống. Xin chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại quý vị ở những video chia sẻ tiếp theo.